Ồ, đọc như ta. Là mới lần đầu tiên thấy luôn á nha. Ồ, nhìn cái nồi hấp dẫn quá. Ngon ngon. Ủa hủ tiếu hấp là gì em? Dạ hủ tiếu hấp là hủ tiếu khô hấp nè. Ồ đọc vậy ta. Thịt gà, xí mại với lem, giá lụa mình. Ồ hủ tiếu hấp là mới lần đầu tiên thấy luôn á nha. Đồ hấp dẫn quá nè. Đây mới có chứ ở đâu không có. Duy nhất là ở Thốt Nốt. Ồ. Dạ xin lỗi anh. Dạ. Ở đây là Thốt Nốt đúng không? Dạ ở đây Thốt Nốt mà ở đây là ở bên chợ Thốt Nốt, qua đây là Tân Lộc rồi. Ờ ở đây là Tân Lộc. Dạ, Tân Lộc. Tân Lộc. Kêu bằng cái đảo Đài Loan á. Ủa cái đảo Đài Loan hả? Em bán cháo lòng. Em bán cháo lòng nổi tiếng ở đây đó. Bán cháo lòng 4 giờ là em bán tới là. Ghê, cháo lòng nổi tiếng luôn. Dạ, 6 giờ là mới. Chắc không? Chắc. Em bán mà, bán bao nhiêu năm? Em bán bao nhiêu năm? Em bán mấy con năm. Em mới ra bán luôn. Trời ai cháo lòng ơi. Trời ơi nhìn hấp dẫn quá mà con ơi, thiệt luôn á. Trời cuốn họng nè. Dạ, cuốn họng rồi. Hủ tiếu hấp hả? Cái này đủ hết cho chẳng dừng. Ở lần đầu tiên nghe từ hủ tiếu hấp á. Cho anh thử một tô đi. Rồi, anh ngồi đi. Trong khi chờ đợi xe chưa qua. Trời xe nó tới rồi. Ok vậy. Thôi thôi làm luôn đi. Hả? Có ừ. Sao không? Không có gì anh đi chuyến xa anh về anh quay lại. Không không, anh ăn luôn, ăn luôn. Kệ. Không sao đâu. Vậy là anh. Trời cái quán vui quá. Anh ăn hủ tiếu hấp ha. Hủ tiếu hấp chút xíu thôi, ít thôi. Dạ. Cho anh chút xíu thôi. Đó. Ủa cái bánh hủ tiếu nó lạ vậy ta? Nó lạ hơn hủ tiếu thành phố chứ. Rồi cho anh ít thôi. Ở miền Tây hủ tiếu gạo. À. Ồ, hấp với xíu mại vậy hả? Còn cái nước này là ai này là cháo lòng. Cái này cháo lòng, cái này là nước sốt gà. Ừ. Ôi. Em ạ, anh ăn đi. Ồ nhìn cái nồi hấp dẫn quá. Nhớ miền Tây luôn. Nhớ miền Tây ở đây có tên tuổi không? Ở đây bán bao nhiêu năm rồi mà em nói nổi tiếng lắm rồi. Dạ hả? Rồi, ngon quá ông nội thiệt luôn á. Trong khi chờ đợi xe qua cái cuối cùng là rồi ơi. Hủ tiếu hấp ở vừa qua phà phải không? Bên Tân Lộc. Xuất sắc quá. Rồi đội hình kiểu ai ăn không vậy? Ôi hủ tiếu hấp nè bà con ơi. Ồ cái bánh phở, cái bánh hủ tiếu nó lạ ghê hồn á. Chị tên gì chị? Có chanh nước cháo với huyết với lại. Nước cháo huyết và nắng qua. Trời cái nguyên quán của mình tôi trời. Hơi bị xuất sắc luôn đó. Rồi. Ồ cái ba cái sợi hủ tiếu này ngon quá ta. Dạ, ở miền Tây này có sợi hủ tiếu này. Không nhưng mà chắc sợi hủ tiếu này thốt nốt quá. Ủa cái phà nãy mình đi qua là phà Thốt Nốt hả? Phà gì ta? Dạ, phà Thốt Nốt. Ở bên bển, bên sông là bên chợ, qua đây là Tân Lộc. Rồi, có quán này tên gì rồi, giới thiệu cho. Tên Phương. Phương hả? Phương. Rồi, cảm ơn em cho lên đi là đá luôn, xuất sắc luôn. Ủa cái tương ớt này em làm sao ngon quá vậy em? À, tương ớt này duy nhất có mình nên em biết làm, mà em chỉ ra cho em là nó không có bị lên men móc. Cũng như mấy chỗ khác nhiều khi hả, mình nói ấy là anh làm cái bị móc á là lên cái trắng á, cái này của em không có bị, là duy nhất là em. Ủa em làm sao ngon quá vậy ta?
chế ra luôn hả? Dạ, tự em chế không có mốc. Anh để 2-3 ngày, 1 năm. Quá ngon thiệt luôn á. Trời, cái tương ớt này độc đáo lắm luôn nha bà con. Nó đỏ. Cái vị nó đỏ mà nó cay vừa vừa, nó không có quá cay đâu. Mà nó lại có vị ngọt, hơi ngọt ngọt. Đó. Thương mại. Dễ vậy, nhiêu tiền? Hủ tiếu hấp nè. À, em bán có 20.000. Trời, đáng bình dân dữ. Đúng rồi, đi về mà đi về quê ăn cái gì cũng rẻ. Cái sợi hủ tiếu nó dẻo dẻo, nó to to như bánh phở vậy á. Có chả lụa nè, có thịt heo nè. Thịt heo luộc không? Có lem nữa. Xíu mại ngon quá em ơi. Đi, để em tặng thêm anh nữa. Thôi thôi, tặng gì anh còn đi lâu lắm. Tặng cho anh thêm chiên nữa đi. Thôi thôi, được rồi, đủ rồi. Đủ đủ anh ơi. Ngon ngon. Cái ngon thôi trời ơi. Cuốn hồng, cuốn hồng, cuốn hồng. Ờ, cháo lòng cũng ngon. Giờ miền Tây là cũng riêng cái nói cái món cháo lòng là miền Tây là cũng xuất sắc lắm đấy. Ngủ ớt ngon quá. Khen hủ ớt còn có tặng hủ ớt, không thấy tặng hủ ớt. Ủa, cái tương ớt này hơi bị xuất sắc. Phút rồi sang. 15 10 phút rồi. Mồ hôi đã đổ. Để ăn mà giống như ăn trộm nè em. Ngó 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 sợ được sợ bị la. Đã quá. Ngon quá nha chị Phương. Vừa qua phà Thốt Nốt ở bên Tân Lộc. Rồi có một cái quán ngay đầu luôn. Cháo lòng với lại hủ tiếu hấp nha. Ồ. Không biết quý vị các bạn có cơ hội để đi về đây hay không, nhưng mà biết đâu, đúng không? Ngon lắm. Và đừng quên cái tương ớt. Thôi, có tiền, giọt, giọt, giọt. Đưa máy. Đưa máy tao không có mạng, tao không lại được. Hả? 30 ngàn. Chết cha, anh không có tiền, không đủ tiền lẻ nha. Dạ. Thôi nha, thôi giùm em. Dạ. À, đây có, có.
Rồi, cảm ơn em nhiều nha, ngon quá. Sợ đoàn nó la. Trời ơi. Oh, ngon quá ngon luôn. Rồi mua mấy ống đất nha. Dạ chào cả nhà. Ok mua mấy ống đất, Cháo lòng hủ tiếu hấp của chị Phương. Vừa qua phà.